quay mấy chào cô chú anh chị và các bạn nha. Quay ra đồng quay mấy cài tiếp, lâu quá không quay. Đây ra đồng gặp con Isuki đang chạy bánh lồng sắt. Phải không Isuki không? À, con trắng trắng đỏ đỏ. Tơi ớt 2004 đang cục sau thì cây xăng Phước Hạnh quốc lộ 2 hướng đi về Liễu Chú Bà Chú Sứ. Chỗ này nước à. Tài xế trẻ
kia nước quá trời luôn. Kia mưa nó ngập hơi nhiều nước. Mấy bữa nay mưa. Mấy đường nữa xong. Dòng nữa chắc
mênh mông. Các bạn đã xem, chúc cô chú chị các bạn nhà mới vui khỏe, lâu quá quên mới cài rồi, có dịp đi ngang thấy xuống quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem rồi. Bye bye, rồi, tạm biệt cô chú chị và các bạn. Đây là đường quốc lộ 20 chạy thẳng về ngã 31. Xong rồi, lên dầm nữa xong rồi chắc.